Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phổ biến nội dung chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nắm rõ tiện ích của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện quy trình phối hợp nghiêm túc, đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được kịp thời, nhanh chóng, tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quản lý người hưởng chặt chẽ, chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện hướng dẫn, đề nghị các chi nhánh ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ, có chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán và hướng dẫn mở tài khoản để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng chưa có tài khoản, nghiên cứu thực hiện đảm bảo các nội dung tại văn bản số 60/NHNN/TT ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.